Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Sabata. Mình hôm nay chơi tiếp tục tựa game The Last of Us. Ông bán mở cửa mới chịu. Bữa vừa rồi má tới mình gặp lại thằng em trai. Bữa thất lạc lâu. Cũng nó vẫn chưa chết, nó còn có game mới. Ồ, cái này cũng băng dính. Nhiều phòng thế. Lúc không hết. Này gì? Đoạn ghi âm. Ta đã lạc mất hai thằng bảo vệ. Này nguyên khu thí nghiệm của bọn nó luôn. Này có cái gì vẫn đi chậm lại. Quan trọng là mấy cái đồ này. Bán đi 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 chỗ này là có gì. Quá. Khu này rộng phết. Ngón. Tha hồ lúc đồ luôn. Nguyên khu thí nghiệm chỗ này cũng đông rộng vãi ra. Đây, xuống như này. Đá. Không có con nào như này hết. Không có tài liệu. Đây có cái tài liệu. Nắm nằm não đây. Này nắm trong não chứ còn gì nữa. Ồ, khỉ này. Mấy khỉ này còn sống. Không có cái bọn đom đóm mà này. Just keep searching, we'll find something. Lại cái logo của bọn này. Đóng. Chơi đều. Không có gì này hết đi. Lúc khách full mở cửa ra đẩy ra mà mấy cái góc này hớn lắm. Ồ ăn chết một quả xương. Nếu mày tìm thấy bọn Firefly thì bọn chúng đã rời đi rồi. Ta đã chết. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nữa.
ngay bệnh viện tại Hồ, mình sẽ tìm thấy bọn họ đó. Thử cứu thế giới đi. Chúc mày may mắn với điều đó. Chú có biết nó ở đâu không? Chú biết cái thành phố đó, nó xa không? Nó không gần đây. What? Get down! Vãi, sao không biết mình đây? The fuck are these guys? It don't matter. We know where to go. Let's get the hell out of here. Đâu mày? Mẹ cái thằng này. Đốt cháy mày luôn. Đâu mày? Bố mày bơm máu rồi. Lì. Hai thằng cho mày ăn trái bom. Lú cái đầu ra. Không lú hả? Không lú cái đầu ra này. Ở dưới nó lên. Lì. Hay rồi. Cái này đi đâu nữa ta? Này xuống cầu thang. Đâu mày? Bố mày bơm máu rồi con. Lú cái đầu ra mày. Còn thằng nữa. Còn thằng. Lì. Đừng có hòng. Quăng nó xuống. Mà thật quá. Chết rồi. Phun phụ kiện đi răng mày chết được. Chẳng lẽ bắt trâu lại chết. Rồi bắt trâu chết mãi rồi. Di chuyển đi cháu. Vãi cái bìu. Chú ơi. Chú sâu à? Chú cần cái gì? Chú cần mà.
cháu đẩy. Không quá. Không mấy cực. Get to the damn horse. Okay. Không quá. Bơm máu nào. Rồi đi hấp hối mẹ rồi. Chú sâu mà. Những phút cuối cùng của chú sâu rồi. Những phút cuối đời của chú sâu. Chú sâu rồi, chú sâu. Chú ổn. Chú có thể trèo qua cửa được không? À, rồi chú mất máu rồi. Mày mày chết rồi. Tao thấy mày rồi. Được rồi. Chú ở đây. Cháu sẽ đi đánh thằng khốn. Ellie à. Mày đã giết bạn bè của tao thằng khốn. Hãy ra đi. Mày muốn có việc này khó khăn à. Lì. Mẹ chú Châu. Đỏ rồi, chết rồi. Chúng ta cũng phải rời khỏi đây chú à. Chú không ổn rồi chú Châu à. Có cái băng gạc không? Bơm máu, đậu đen. Chứ còn súng gì nữa. Phút cuối đời à. Chú sắp liệm rồi. Sắp liệm rồi còn gì để lứt không? Bà nậu. Không đâu. Chú còn tốt rồi đấy. Đúng, đi làm gì có chứ bác sĩ. Sắc vô người nó bị nhiễm chì. Bị nhiễm trùng nhá. Nhầm. Chuẩn bị ông bị bắn mà. Ông chết mà nghi lắm. Đi này mà sống sao nổi. Ngồi xuống cũng được luôn. Cái này khác gì cha tắng đâu. Đó. Bước đi rồi mà ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ ngạc. Đôi bàn chân rung lại bẫy. Chú. Chết mẹ rồi. Sâu lưng cháu kìa. Này. Cháu hết đạn rồi. Đù mà nó đánh bé kìa. Lì nè mày. Chú Châu à. Thôi. Thay nhân vật. Đặt tay lên và cháu. Cháu thiệt với chúa rồi. Rồi chú Châu rút máu chết rồi. Không thấy đường ra. Chết mẹ rồi. Hết giờ rồi đi lộn đường. Đợi đây. Cháu sẽ mở cánh cửa. Đi thôi chú. Mẹ con đi thôi được. Máu rút dần dần. Bé này bố đời thế. Chứ là lấy con ngựa đi cháu. Cháu có thể đi, chú có thể đi được không chứ? Mẹ không biết. Nghĩ ông tên nào mắc máu nhiều cũng chết mà. Lấy cái băng gạc đi. Đó, ông chết rồi. Cứ đi là chỉ có chết thôi. Chúng nghĩ chúng ta an toàn rồi. Đó, mắc máu cũng chết rồi. Chú Châu chết rồi. Oan nghiệt quá. Quá oan nghiệt. Winter, mùa đông. Chú chết và cháu lúc hết đồ chú.
đồng đội ngã ở đâu tôi đứng lên chỗ đó. Khó nè. Á đù. What? Đâu giống y cảnh tượng chú sâu luôn. Con bé dài. Vãi. Quá, rất nguyện cặp của chú trâu rồi. Mày điên đó nha. Nguyên bộ đồ full bá đạo chú trâu đâu. Đi lấy bộ đồ phèn như vậy. Bắt đầu lại sự nghiệp à? Đi săn con này à? Thật bậy hả? Ủa? Chế tạo thuốc. Chế đi còn. Bùm. Lửa. Quá oan nghiệt. Chú trâu đã ra đi. Một hai. Gào đây. Giờ còn đi săn hưu. Đứng yên đó mày. Đây đúng không? Mẹ cái cung nó không đẩu được. Ngu rồi, ngu, ngu. Chạy đi đâu con hưu kia. Mày bên đây bên này đúng không? Chạy đâu xa thế? Sống được.
không giết nó là sao? Nơi này là nơi nào? What the hell? Tuyệt lắm á. Mọi thứ là rất tuyệt á. Nơi này không đáng sợ đâu. À đây. Ui rất có cánh nào bắn à. Ai bắn vậy? Who's there? Ai đằng đó? Come out. Ra đi. Hello. Chào. We just want to talk. Ta chỉ muốn nói chuyện thôi. Any sudden moves and I put one right between your eyes. Ditto for buddy boy over there. What do you want? Các người muốn gì? Name's David. Chú là David. Đây là bạn của chú là James à. From a larger group. Từ một cộng đồng lớn. Phụ nữ và cha em, bọn họ họ rất là đói. À, cháu cũng thế. Mọi người đều đói thôi. Có lẽ như chúng ta trao đổi thịt ở đây được không? Cháu cần cái gì? Vũ khí, đạn dược và áo quần. Có cần thuốc không? Có người có liều thuốc nào không? Chúng ta có đấy. Trở lại căn lều thôi. Welcome to follow us. I'm not following you anywhere. Cháu không đi theo bất kỳ ai. Buddy boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up, you put one right between my eyes. That's right. Bé bố đời thế. Two bottles of the penicillin and a syringe. Make it fast. Go on. Đi đi. Thôi hả? Cháu sẽ ngắm chú đây. Dĩ nhiên hả? Back up. Bố đời thế. It's probably gonna be a while. You cháu à. We take some shelter from the cold. Nghĩ bọn này đánh lén lắm. Cháu thấy lạnh lắm. Mang hư vào đi. Thôi. Khổ thế. Mày bị đánh lén nè. Vãi. Đây nè. Cháu biết mà cháu thực sự không nên mà ở ngoài đó đâu. Cháu không phải là cộng sự của chú đâu. Cháu là tên gì? Tại sao? Look, I understand it's not easy to. Nhìn này, chú hiểu là không dễ dàng tin tưởng một người lạ đâu. Whoever's heard, you clearly care about them. Nhưng mà cháu đi săn thì cháu rất rành về bọn chúng đấy. We'll see. What? Clicker. You had another gun? Chú còn có khẩu súng khác à? Really like my rifle back now. No, you have your pistol. Hope you know how to use that thing. Cháu hy vọng cháu biết dùng. Tới giờ cháu luyện tập. No matter what, we have to keep them out. Let's hope they don't find him. Có bọn zombie đâu? Cover the windows. Okay. Ngắm mà cửa sổ nha. Mày tụi tổng lùi. Mày tổng lùi. You weren't kidding. You're a better shot with that thing than I am. Give me a hand with this. Lấy nhanh lên. Oh, come on. What the hell? Lì.
More infected on this side. Big pack. They must have followed you. Maybe they followed you and your friend. Lay. It doesn't matter. We're stuck in this together. Way to go, kid. Đồng thế. Lì 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 mẹ đồng thế. Khẩu này nạp từng đảng viên. Nhanh vào. Oh Lord, there's a whole lot of them coming at us. Yeah, I see. Không thế. Oh Lord, there's a whole lot of them coming at us. Yeah, I see them. Lì lì. Lì lì. Lì lì. Lì 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 lì. Để cửa lại. Lì lì lì. Follow me through here. Okay. Rồi lúc. Do you know where you're going? Never set foot. Chú biết chúng ta đi đâu không? Oh, great. Chú biết mà. It's clear. This way. Right behind you. Cháu sẽ về sau chú đấy. How you holding up? You don't need to worry about me. Cháu đừng lo về cháu. Cháu bố đời lắm. Stay close. Chú nhanh. Cháu búa đời, quá đời. Tí nữa ăn cứt. Hey kid, you này, right? Này nhóc cho ổn chứ. Tí nữa ăn cứt mà. Mấy cái bọn Licker này. Cho bố mày súng. Cho bố mày súng. Má nó. Không quá. Từ 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 từ. Thank you.
bước tới lại mày. Bước tới lại mày. Bước tới lại mày. Bước tới lại mày. Ai ông chú bên này. Lánh lánh. Chú đây rồi. Cho cháu xuyên khẩu súng lục. Cao quá. Đâu phải lên trên kia. Nhà này này. Có cái thang. À đây. Lánh. Chú cho cháu lên chú. Chú bồng cháu lên chứ đậu đen chú. Ủa? Hello chú ơi. Tìm cách đi lên trang kia. Right there. That's low enough for a boost. Đây. Here. Come here, boost me up. Cho chú lên chú rồi. Ready? Mm-hmm. Yeah. You be quick. And you keep a lookout. Nhanh đấy. I know. Chế bom. Cho mẹ ăn bom hết. Ăn bom như mày. Một phát nữa còn. Này có gì không? Một cái biểu tượng với cộng dây chuyền. Full rồi, full rồi, full, 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 full. Đá thang rồi. Này của chú nè. Come on. Chú lấy vậy, cháu chế. Nghe có cái bọn nào chết. Come on, kid. Động thế. Nghe tiếng rá. Nó ca nhạc à?
party à? Jeez. Looks like someone already fought those things and lost. Oh, Lord. I've been looking for these boys. Doesn't matter. Grab the gear. I'm gonna look for an exit. Num. Keep your eyes open for anything we can use. See anything? Hay gì không chú? It's a dead end. How on earth did they use this building? So what do we do? Rồi chúng ta làm gì? Hold our ground. Sẽ giữ nơi này. Đó là lựa chọn. Get ready. Ngon. Bố mày có phỏng này. Lì. Đúng ngay không chơi mấy nhà. Mày lỡ. Lì. We're doing fine, kid. Là đã làm tốt rồi nhóc nhóc. Just stay focused, we'll make it. Tập trung mà. Here come more. How many of these things are there? I have no idea. Just keep at it. Lì. Một clicker này. Lì. Á đủ má nó sẽ không. Lì không mày? Có hồng.
đơn giản. Không đi chú. Mày nhóc. Không nghĩ chúng ta đã làm được rồi đó. Và giết toàn bọn chúng không. Chú sẽ tới kiểm tra cây cầu. Ê ê ê. Bom là nó quăng như đúng rồi. Là đúng không? Cỡ miếng hả? Này nghe này. Không. Ý cháu nói là gì? Được không? Hãy trở lại sau. Kiểm tra quanh khu này đi. Trước khi mà rời đi. You handled yourself pretty nice back there. Cháu bảo vệ bản thân tốt lắm đấy. Ta là một đầu tốt đấy. We got lucky. Ta may mắn hả? Lucky? No, no. No such thing as luck. Nó không chỉ là may mắn là sao? Now you see, I believe in everything. Nhưng cháu thấy, tao tin bất cái gì xảy ra đều có lý do của nó. I do. Và tao thấy. Now. Tao rất vui chắc thấy cháu đấy. Mùa đông này nó không dễ để vượt qua đâu. Một vài tuần trước tôi đã gửi ra với nhóm gần cái thị trấn này để lấy thức ăn. Mà một vài tuần quay trở lại thì họ nói rằng bị chết bởi một thằng thằng điên. Bị giết một thằng điên hả? Crazy man traveling. Một thằng điên đó. A little girl. Nó đi với một con bé. You see? Cháu hiểu. Everything happens for a reason. Mọi thứ xảy ra đều có lý do đấy. Don't get upset. It's not your fault. Nó không phải là lỗi của cháu. I'm just a kid. Cháu chỉ là đứa nhóc. James, lower the gun. No way, David. Không đời nào. Không để con bé đi đâu. Hạ súng xuống. Now give her the medicine. Bây giờ đưa con bé thuốc đây. The others won't be happy about this. Yeah, well, that's not your concern. À thì ra bọn đi là bọn Firefly à. Move the fuck out of the way. You won't survive long out there. Cháu sẽ không sống sót ngoài đó đâu. Ta không thể, ta có thể bảo vệ cháu. Phải. Let's get out of here. Rời khỏi đây nhanh lên. Lão nói hay, lão cũng là người tốt đấy. Lão biết giữ chữ tính. Gì đây? Joel? Chú Châu. What? I only managed to get a little bit of food. Cháu kiếm được ít thức ăn thôi chú. Mà cháu có được cái này. Chú có được thuốc chữa. Move your arm. Đù, ai sơ cứu ổng này? Bé sơ cứu à? Bé bá thế. Here we go. Cắm vào. Sorry. Xin lỗi chúng. Well done. Thứ xong rồi. Tưởng mà chú Châu chết rồi chứ. Không bị lạnh quá đó. Giúp ông còn sống được định.
điêu thế nhờ. Nếu mà chú Châu vẫn sống được, có thuốc rồi chắc là không sao đâu. Thuốc này chắc thuốc hạ sốt. Đồ chú sống rồi, cháu đỉnh thế. Ghê ghê bọn tới rồi. Bọn tới rồi. Ồ, dẫn bọn nó người tới chi lụng bé đó. Không biết bé chạy vô đây. Bọn họ đã gài. Gài mình. Mà không muốn tìm tới giết ông này. Vãi. Vãi fuck ma. Mày cũng đợi nữa. Mà David, David nó không được bắn. Đừng có hòng. Run for your life. Spy, Spy Picker. Mày đông thế. Cút ra mày. Cút ra mày. Đừng có hòng. Ngựa bá thế. Rồi đúng, ngựa khá bạnh. Chúa. Qua đấy, làm gì nhau ờ. Đừng có hòng mà bắt được tao gì. Ê, ê. Đau quá. Đau cháu quá. Bắn bọn ngựa đi. Nó hỏng bắn bọn. Vãi. Đoạn này buộc phải bị bắn. Mắc anh ngựa đâu. Bọn này mà chúng mày phải trả giá. Con bé đâu. Mày hả mày? Chưa có đường này đi xuống. Đây đi. Có đồ chỉ lúc không? Có đồ gì không? Cảm giác mình như mình chơi PUBG. Còn trai không? He doesn't get to make that call. James told me it's the girl from the university. How many of our guys were killed there? Oh shit. Mày hả mày? Cháu là một sniper lọ. Xin cái cung cho chú. Ngón. Có sọt cuốn.
chúng đi đâu. Này đúng không? Ui. Đâu đâu đâu. That's gotta be her. Mày mày. Bước tới đây mày. Mày không? Chết đi bưởi. Đừng có hòng, đừng có hòng, đừng có hòng. What is it? Chú đòi làm gì cháu? Sợ săn lõ mà đòi mà đánh bé à? Nhà vệ sinh này chả có gì. Mày hát đừng đi đâu. Mày này vậy này, này. Nature track. Okay. That should get me out of here. Đã được rồi. Qua này, qua này. Đừng có ngã xuống cái thác nước mấy. Chú ơi. Đạp cái chỉ ra. Trang này đừng chân trượt. Khúc này lại giống Tomb Raider nó làm. Có đồ trên này mà đi. Lượm mấy cuốn tạp chí làm gì? Mà có cái cống. This damn thing is blocking me. Cái này chặn mình đâu. Cái thùng khốn kiếp. Kéo cái thùng mà. Không không. Ok. Có thằng nào á. That's the way back. Hang in there, Joel. Chỗ đấy này chú Châu à. Cover the ground. Make sure he's not hiding somewhere over here. Thấy nào hết ta.
Tưởng cháu không có súng à? Nhục quá, nhục quá, nhục quá. Biết nhục không? Bắn, bắn đứa nhóc này. Khẩu này bắn nhanh vãi. Này tiếng gấu. Coi chỗ nào. Đây đúng không? I don't want to get trapped in here. Mình không muốn bị mắc kẹt ở đây nữa. Khu này chả có gì. Nó ra đâu? Thấy sọt chú. Hơi bị đau đấy chú. Hơi bị đau đấy chú. À, làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì? Ăn thử một viên này, ăn thử một viên này. Đây, là lối ra. Cửa này không? Tại sao cháu? What the hell? Relax. Keeping you alive here. There you go. There you go. Vãi. Vãi. Ở trụ sở của bọn ăn thịt người đó. Mà em bọn anh tẩm thế. How are you feeling? Cháu cảm giác nào? Super. Khốn khiếp. Đây. Đồn đi đồ thịt người đấy. Cái này cái gì? I know you're hungry. Chú biết cháu đói rồi. Quite some time. What is it? Này là gì? It's deer. Thịt cừu. With some human helping on the side? No. No, I promise it's just the deer meat. Gì là thịt? You're a fucking animal. Đồ khốn động vật. It's awfully quick to judgment. Considering you and your friend killed how many men? Cháu đã giết bao nhiêu người bạn của chú rồi? Didn't give us a choice.
bọn họ không cho chúng tôi lựa chọn. Mà cháu nghĩ chúng ta có lựa chọn hơn. Cháu giết để sống sót và chúng ta thấy chúng ta tự lo cho nhau được. So now what? Và bây giờ sao? You're gonna chop me up into tiny pieces. I'd rather not. Thằng này nghĩ là thằng đứng đầu rồi. Mừng nói tên cháu thì tao. You're so full of shit. On the contrary, I've been quite honest with you. Now I think it's your turn. Tôi nghĩ đây là lượt của cháu. Convince them of what? That you can come around. Nghĩ bọn này nghiên cứu bọn này lắm. You're loyal. Trái tim của cháu với lòng tự hào của cháu. Và cháu rất đặc biệt. Oh. Cháu xin chìa khóa. Đó. Này đéo tốt lành gì đâu mà. You stupid little girl. Bé khốn nạn. Bé ngu ngốc. Mày khó cơ hội sống. Ellie. What? Tell them that. Nói với bọn họ là Ellie, is the little girl. Ellie là bé nhỏ. Fucking finger. Bẻ ngón tay của mày. How did you put it? Tiny pieces. See you in the morning, Ellie. Cô gái bé nhỏ à. Mày gặp vào sáng mai nhé. Quái chú Châu. Châu đi cứu đi, chú Châu ơi. Thôi chú lành rồi, chú đừng nằm nữa. Ellie. Ellie ơi. Không thấy cháu Ellie luôn. Ôi. Có lẽ mình sẽ kết thúc tập này tại đây thôi. Tạm biệt tất cả các bạn nha.